Xin chào các bạn nhỏ thân yêu của chị Chim Xinh. Hôm nay chúng ta sẽ lại chơi, tiếp tục chơi dán hình nha. Và quyển ngày hôm nay có chủ đề là Công chúa hồng ấm áp. Đây cũng là quyển số 6, quyển cuối cùng trong bộ đồ chơi dán hình trang phục công chúa mà trước đây chị Chim Xinh đã chơi 5 tập. Tập hôm nay tập số 6 là tập cuối cùng. Chủ đề công chúa hồng ấm áp sẽ khép lại bộ sách dán hình vừa dễ thương vừa ấm áp này nha. Nào bây giờ hãy cùng chị Chim Xinh bắt tay vào việc chơi dán hình trang phục cho các nàng công chúa búp bê nhé. Trang đầu tiên, một chiếc váy đầm nhún mèo ở phần áo trên. Phần dưới là váy xếp ly 2 tầng và có những chiếc nơ xinh. Wow, nàng công chúa tóc hồng này rất là xinh đẹp nhỉ. Hai nàng búp bê này đều sở hữu vẻ dáng vẻ bên ngoài rất là yêu kiều thướt tha. Một nàng búp bê đã mặc sẵn những cái bộ váy đầm màu hồng rồi, chị sẽ trang trí thêm cho búp bê một cái nón và một đôi giày nè. Nàng bên này, chị sẽ chọn một chiếc váy đầm sọc xanh trắng. Điểm nhấn là một cái ruy băng thắt ở eo tạo nên một chiếc eo thon. Đến với nàng công chúa tóc ngắn và có màu xanh rất là cá tính như thế này, chị Chim Xinh chọn một chiếc đầm có họa tiết sọc đen trắng ở phần trên váy. Đi kèm với đó là một đôi bốt thấp cổ màu hồng. Còn về phần nàng công chúa này đã mặc sẵn một bộ đầm rất là duyên dáng rồi, chị sẽ cài thêm cho nàng ấy một cái nón xinh xinh và một đôi giày. Các em ơi, sắp tới Trung thu rồi đó, các em có kế hoạch gì chuẩn bị cho ngày Trung thu? Có thể kể cho chị Chim Xinh và các bạn ở trong kênh của mình nghe được không nè? Hãy bình luận ở bên dưới video này nhé. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng nhau bình chọn ra những nàng công chúa xinh đẹp nhất. Cho nên các em hãy đừng quên nhìn ngắm thật kỹ các bộ trang phục của các nàng công chúa, sau đó bình chọn cho nàng ấy nha. Wow, rất là xinh, một cái nón nho nhỏ trên đầu theo phong cách tiểu thư bá tước ngày xưa. Mở đầu là một bộ váy đầm mang hơi hướm như các nàng thủy thủ. Màu tím kết hợp màu vàng, màu hồng và màu đỏ. Cùng với một đôi giày màu hồng, có đính kèm những cái ruy băng rất là dễ thương ở ngay cổ chân. Đeo thêm hai cái này gọi là cái gì nhỉ? Cái phần bao ở cổ tay á. Tiếp theo, nàng công chúa này đã mặc sẵn váy đầm rồi, chị sẽ chọn cho nàng ấy một đôi giày ruy băng. Ai xinh nhỉ, ai xinh nhỉ? Các em ơi, các em thấy nàng công chúa nào xinh nhất nè? Wow, một chiếc váy đầm màu hồng, hồng neon rất là rực rỡ. Kèm theo đó là một cái nơ xanh cài trước ngực. Nàng búp bê sẽ đeo một đôi giày hồng ha. Chủ đề của quyển sách là công chúa hồng ấm áp. Chính vì vậy các em hãy để ý trong cái quyển sách này, đa phần các bộ trang phục đều có màu hồng.
Tuy nhiên vẫn sẽ có một vài bộ trang phục có màu khác, nhưng mà tông màu chủ đạo vẫn là màu hồng nhé. Một chiếc váy đầm bá tước tiểu thư. Đây là một trong những thiết kế mà chị Chim xin thấy là rất hay được xài ở bộ dáng hình công chúa lần này. Nhưng những cái tập trước chị chơi thì chị thấy cái thiết kế này là nó cũng khá là nhiều. Đi kèm sẽ là một cái nón nhỏ nhỏ nè, và một đôi giày cao gót màu hồng có đính nơ đen. Nàng này đã mặc sẵn váy đầm rồi, chị sẽ cài lên thêm một cái băng đô và đeo giày. Còn búp bê công chúa tóc tím thì sao? Yeah, một bộ váy đầm siêu dễ thương luôn. Màu trắng, màu hồng và có đính những cái nơ cùng bèo. Quá là xinh, chị Chim xinh rất là thích những cái bộ trang phục như thế này. Chị Chim xinh cũng giống các nàng công chúa này, rất là thích màu hồng. Ngoài ra thì chị còn thích cả màu trắng nữa nè. Ai cũng thích màu hồng giống chị Chim xinh và điểm danh nè. Wow, tiếp theo một chiếc váy đầm đuôi cá trẻ vai xếp ly. Rất là đẹp. Theo đánh giá của chị Chim xinh thì từ đầu tới giờ, cái chiếc váy đầm màu trắng tím này là chiếc váy đầm mà chị thấy là đẹp nhất. Chị thích nhất. Giày màu tím cùng tông màu với váy. Còn đây là giày búp bê màu xanh. Các bạn nhỏ hay hỏi chị là mua sách dán hình ở đâu, thì các em có thể vào nhà sách nè, siêu thị nè. Ngoài ra, các em có thể gọi điện thoại tới số 0979086789 để đặt mua nhé. Có rất là nhiều những cái mẫu sách dán hình khác nhau. Ngoài ra, các em có thể vào website đồ chơi trẻ em.com nè, hoặc là vào Facebook đồ chơi trẻ em chim xinh. Một chiếc váy đầm màu hồng dài qua gối trông rất là yêu kiều thiết tha. Còn nàng búp bê này đã mặc sẵn một chiếc váy khá là đẹp rồi, chị sẽ mang cho nàng ấy một đôi giày màu nâu cho cùng tông màu với chiếc váy đang mặc. Well, các nàng công chúa của chúng ta mặc những bộ váy xinh đẹp, đứng ở trên những cánh đồng hoa. Tiếp tục nhé. Vẫn còn một số những cái mẫu váy đầm hình dáng rất là dễ thương cho các em chọn mặc cho các nàng búp bê. Wow. Quá xinh. Còn đây, một chiếc đầm màu hồng. Đẹp lắm nha.
một chiếc váy đầm màu xanh sát nách và ở phần trước có dây đan chéo. Chiếc váy đầm này rất là thướt tha và yêu kiều, hợp với nàng búp bê đang để tóc dài và có màu xanh xám. Kèm theo đó là một đôi giày búp bê cùng màu, cài lên thêm cho nàng ấy một cái nơ màu đen nữa nhé. Còn bên này thì một đôi giày, đây là dạng giày bốt cao cổ, sẽ khá là hợp với búp bê của chúng ta. Màu xanh đen đậm. Thường thì người ta rất là không thích màu tối vì mặc lên nó sẽ hơi già một chút xíu. Nhưng mà riêng ở đây, các bộ váy đầm của các nàng búp bê tuy rằng có điểm xuyết và những màu như là màu đen nè, màu xanh dương đậm, nhưng mà trong những bộ trang phục vẫn rất là trẻ trung, rất là đẹp phải không các em? Đôi giày này khá là khó bóc. Thêm một đôi giày màu hồng quen thuộc, điểm nhấn chính là cái nơ màu vàng ở trên giày. Còn bên này, một chiếc váy xinh xinh, kèm theo một cái băng đô xinh xinh sẽ dành tặng cho nàng công chúa xinh xinh. Đến bây giờ chị Chim Xinh hở thu thập được rất là nhiều những hình dáng, sưu tập nhiều kinh khủng ở nhà luôn. Có bạn nào cũng có cái sở thích giống chị không? Là rất là thích chơi hình dán và sưu tập rất là nhiều hình dán ở nhà. Wow, đây là trang cuối cùng trong bộ sách dán hình tập 6. Tập cuối cùng với chủ đề Công chúa Hồng ấm áp rồi các em ơi. Nàng công chúa búp bê của chúng ta mặc bộ váy này cũng rất là dễ thương ha. Vậy là chị đã chơi xong rồi nè. Thời gian trôi qua nhanh thật. Một chút xíu thôi là chúng ta đã chơi xong quyển sách dán hình ngày hôm nay. Hãy cùng chị Chim Xinh nhìn lại hình ảnh của các nàng công chúa búp bê mà chúng ta vừa mới chơi dán hình xong nhé. Muốn mua sách dán hình, các em hãy gọi điện thoại tới số 0979086789 nha. Ngoài ra thì có thể vào các siêu thị hoặc nhà sách để mua nữa đó. Một lần nữa chị Chim Xinh cảm ơn các em đã theo dõi hết video của chị. Đừng quên like video, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo nhé.